em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động nữa. Em sẽ tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Hay quá. Hưởng thụ thôi. Điểm yếu của em là em không biết nhậu nhưng mà em biết la. Thí dụ như là 1, 2, 3. Ra em không có ngại làm dâu. Ở nhà em là em cũng thấy như vậy. Các chị thì làm dâu thì rất là thân với em, hay cho tiền, vui lắm. Bảo đảm mẹ chồng khoái liền luôn. Em là một người phụ nữ rất là thông minh, nên là anh nghĩ là cái vấn đề tài chính thì giao cho em thì anh nghĩ là sẽ ổn hơn anh. Sao anh tin tưởng em quá vậy? Em cũng sẽ cho anh 1 triệu. Em sẽ 1 triệu một ngày hả? 1 triệu một ngày hả? Dạ đúng rồi chị. Con dâu tương lai bên kia mình ưng ý không? Rất là ưng ý, hai bên đồng ý thì có thể tuần sau luôn cũng được. Có thể tuần sau luôn cũng được. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào em. Chị Ngọc Lan chào và em. Chào tất cả các quý vị trong trường quay ạ. Dạ em tên là Thùy Minh, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên pháp lý tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em sinh sống và làm việc ở quận 4. Hiện tại thì em sống có một mình thôi. Em sống với con mèo. Quê của em là ở đâu? Dạ em ở Thừa Thiên Huế. À Huế sao nói tiếng Nam rặt quá vậy? Tại em sinh trong này á anh. À sinh trong đây đúng không? Quê gốc là Huế thôi. Huế mình còn ai ngoài đó không? À dạ ở nhà thì em còn có ba mẹ sống cùng với gia đình của anh trai. Những anh còn lại thì vào đây sống ở trong Nam ạ. À tức là ba mẹ vẫn ở ngoài Huế ha? Dạ đúng rồi. Rồi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Rồi chào em. Em tên là Trần Lê Anh Duy, năm nay 27 tuổi và hiện tại em đang làm kỹ sư phần mềm tại Tân Bình. Thì em đang sinh sống tại quận Gò Vấp ạ. Mình ở Gò Vấp với ai? Dạ em ở Gò Vấp với cô. Ở nhà cô hả? Dạ. À còn ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ thì ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là em rất là năng động. Em thích thể thao và thích tham gia những hoạt động mà mang tính đồng đội. Ví dụ như là đá banh. Trời ơi. Không, bình thường đá banh đó là em chỉ đi coi đá banh thôi. Còn tại không có ai rủ em đi hết. Ngoài ra thì em thích sống một cách healthy, sống kiểu dưỡng sinh, dậy sớm rồi cho mèo ăn, nấu đồ ăn cho mèo. Tối là đi ngủ sớm, ăn chay mỗi tuần là hai lần. Ừ, dùng sống rất là lành mạnh. Dạ, sống kiểu dưỡng sinh đó chị. Không rượu bia. Lâu lâu ai rủ thì đi. Lâu lâu ai rủ thì đi. Rủ thì là em đi nhiệt tình. Cô gái bên kia rất là năng động luôn. Hay lắm đó. Rất là hiện đại luôn nha. Mời em trai. Em là người rất là dễ hòa đồng với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao. Em có chơi cầu lông, lâu lâu thì cũng có chơi đá banh. Còn điểm yếu thì đôi khi hay thường nóng tính trong công việc. Mình có làm sếp không? Em nóng bản thân với em. À, dạ. Chứ tưởng là làm sếp mà nóng công việc là lính mệt lắm á. Dạ. Nóng với bản thân mình, nóng quá mình làm gì với bản thân mình? Em hay thường vùi đầu bứt tóc mình. Trời em, sao em nóng mà em hành hạ thân xác mình quá vậy cưng? Cạo đầu như anh Linh nè, nóng thì coi như cào cấu tóc này kia được. Thôi nói chung là không ảnh hưởng đến hai cũng được, không sao cả. Đường tình duyên nhà gái thế nào? Em chỉ có một mối tình cho đến bây giờ thôi. Thì hồi đó là còn là sinh viên á. Trời dễ thương quá. Sinh viên yêu được bao nhiêu năm? Dạ em quen có mấy tháng à. Dạ em quen có mấy tháng à. Em thích bạn đó trước. Bạn đó là lúc đó đã là công thành danh tội rồi. Nên là cái khoảng cách nó cũng lớn á, là không có được lâu dài. Có mối tình đó thôi hả cưng? Dạ, có còn vậy thôi á, mà hết nửa trái tim rồi đó. Hết nửa trái tim rồi đó. Trời đất ơi, yêu có chút xíu giờ mà yêu dữ lắm à. Yêu hết lòng. Yêu dữ dội luôn. Cả trái tim. Trời ơi, thấy thương không? Từ cái việc tình cảm đó thì em cũng có kinh nghiệm cho mình. Yêu thì kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Em ơi, dạ. Không kiềm chế được đâu em ơi. Em đã rơi vào lưới tình rồi, không có thoát ra được. Kiềm chế ước muốn bản thân hả? Cô bé ở đây rất là hay đó nha. Dễ thương. Để chị Ngọc Lan đưa em vào đời. Đưa em vào đời chị. Tình duyên sao nói cho chị Lan dạ nghe em. Đi. Trước giờ thì em có một mối tình chính thức. Cũng quen được đâu đó khoảng 3 năm hơn à. Dạ. Còn người dài à. Dạ. Rồi sao xa nhau? Thứ nhất là do là cái lúc đó thì em vẫn còn đang là sinh viên. Nên là về vấn đề tài chính vẫn chưa có được đủ để mà lo cho bạn nữ. Với lại một phần nữa là do cái lúc đó em còn trẻ. Có những cái quyết định và những cái hành động nó còn hơi trẻ trâu. Thôi nhận ra khuyết điểm trong tình yêu vậy là tốt rồi. Nhận ra để mình thay đổi. Đường tình duyên hai bạn cũng chưa có gì hết. Bây rồi, giờ mình đi đến mối tình này cho nó chắc ăn nè. Nửa cái trái tim còn lại là mong muốn có người yêu như thế nào? Trái tim bây giờ là nó nguyên vẹn lại rồi chị. Lành rồi ha. Rồi vậy thì một cái trái tim nguyên vẹn với một cái mong muốn người đàn ông sắp tới của mình sẽ là như thế nào? Em thì em sẽ thích cái người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. Tại em là năng động rồi á, nên em không cần người ta phải năng động nữa. Em sẽ tự
tự làm cho cuộc sống sôi động lên. Hay quá. Hưởng thụ thôi. Hưởng thụ thôi. Quá hay. Mình tự mình làm chứ mình phải chi chờ người khác, phụ thuộc người khác đúng không? Đúng. Đây là một cái suy nghĩ rất là tích cực luôn. Rồi vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Anh trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là em thích một người phụ nữ hiện đại, có thể tự chăm sóc được cho bản thân của bên đó. Dạ, em cũng không thích bạn gái cứ suốt ngày ở nhà nội trợ, tại vì những cái công việc đó thì bản thân em vẫn thể làm được. Trước thì em cũng có ở một mình, là từ chuyện nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tất cả cái việc trong gia đình thì em đều thể làm được hết. Những người nội trợ đó họ giỏi vô cùng luôn, họ quán xuyến đủ thứ. Nhưng vấn đề là bây giờ người phụ nữ hiện đại cũng không nên vào bếp nhiều quá, còn phải ra xã hội mình giao tiếp để mình làm nhiều công việc xã hội nữa. Vào bếp thì lúc nào ai rảnh làm cũng được. Hai bạn này á, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng mà suy nghĩ rất là có chiều sâu, giống như bạn gái bên kia kìa. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À đi với mẹ hả? Rồi. Dạ con chào cô ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả các anh chị em trong trường quay. Tôi là mẹ của anh Duy, đến từ Bình Thuận. Mình thấy con dâu tương lai bên kia mình ưng ý không? Rất là ưng ý. Theo ý kiến riêng của tôi thì hai đứa có lẽ rất hợp nhau. Nhưng mà thí dụ giờ Duy lấy vợ đi thì cô thấy chừng nào mới lấy được? Hai bên đồng ý thì có thể tuần sau luôn cũng được. Có thể tuần sau luôn cũng được. Thôi. Nhưng có phải làm dâu không cô? Tôi đến đây á vì một cái mong ước là con trai mình có vợ và tôi có được một đứa con dâu, cho nên là hoàn toàn nhờ vào chương trình giúp cho tôi điều đó. Có một cái hợp là tôi cũng sinh ra ở Huế. Dạ. Hay quá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, nhà gái đi ai nè? Dạ em đi với chị ruột của em. Dạ em chào anh Huyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em là chị cũng như là bạn của Thùy Minh. Em cũng cảm nhận là bạn nam bên đây thì cũng rất là hợp với Minh. Thì Minh là một người như anh chị cũng nói là rất là hiện đại, tuy nhiên thì cũng là công dung ngôn hạnh đủ đầy. Đối với bạn nam thì em cảm thấy bạn nam chắc có lẽ là hơi trầm một xíu, nhưng mà đi với Minh thì chắc sẽ rất là hợp. Thì Minh luôn có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và cái mối quan hệ của hai bạn này nếu mà cho nhau một cơ hội để dắt tay nhau ra về ngày hôm nay thì em nghĩ sẽ rất là thú vị ạ. Cảm ơn em. Bạn mình hôm nay ngồi đây rồi mình có người yêu chưa? Dạ để mình trước chứ em cũng chưa có người yêu. Cũng hot girl chưa có người yêu đó. Bây giờ thì mở rào. Nào cố gắng lên chàng trai. Không gian này là của bạn đó. Mạnh mẽ lên. Bước tới. Anh có món quà muốn tặng. Cảm ơn anh. Dạ em cũng tặng anh một món quà. Anh dạ rồi. Mình mở quà ra không? Em mời anh mở đi ạ. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Dạ cái này là một cái khăn. Dạ một cái khăn tắm với lại là một cái cốc nước. Thì em cũng suy nghĩ cũng khá là lâu, nhưng mà em quyết định là chọn cái khăn tắm tại vì nó gần gũi với bản thân của mình. Hy vọng là anh nhận được món quà sẽ trân quý và chăm sóc tốt sức khỏe của mình. À rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Rồi, về chỗ đi các bạn. Ngày xưa yêu nhau ta hay tặng cái khăn mùi xoa đó ha. Đây lần đầu tiên tôi thấy yêu nhau tặng cái khăn tắm. Cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta gặp nhau đấy. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh có run không? Cũng hơi hơi. Em thấy là anh hơi run á, nên là anh nói hơi bé. À đúng rồi. Em thấy anh thì nhìn đàng hoàng, nhìn chững chạc. Hồi nãy á, em không có được hỏi về yếu điểm. Em muốn chia sẻ một chút ạ. Dạ, yếu điểm của em là em rất là bay bổng và rất là thích tham gia những cái hoạt động bên ngoài. Trong tuần thì em sẽ thường đi làm và đi học, chỉ có thời gian vào cuối tuần thôi. Đôi khi là cuối tuần là em còn tham gia các sự kiện ở trường, đi làm tình nguyện nữa. Thì không biết là nếu như mà em có công việc bận rộn như vậy thì anh có thông cảm được cho em hay không? Công việc mà nên mình phải ưu tiên hơn, nên là anh không có cái vấn đề gì. Tại vì anh quan điểm bảo vàng là anh thông cảm cho em thì chắc chắn là em cũng sẽ thông cảm nếu như mà anh có một cái công việc đó mà anh cần phải giải quyết liền. Em có biết nhậu không? Điểm yếu của em là em không biết nhậu, nhưng mà em biết la. Cái tự lượng của em rất là kém, nhưng mà thông thường thì em sẽ nhiệt tình á, kiểu em sẽ hòa đồng, em sẽ nói vô này kia. Thí dụ như là 1, 2, 3 vô hả? Dạ như vậy, nhưng mà thiệt ra là mình không có biết uống, mình uống rất là kém. Anh không có hay thường nhậu nhiều, anh cũng biết uống, nhưng mà anh không có kiểu uống hoài. Khi nào có những cái sự kiện đặc biệt á thì anh mới uống, còn không mà bạn bè rồi quá thì anh chắc chắn anh sẽ từ chối.
mà nếu như mà có bạn gái mà biết nhậu ở nhà thì mình có thể mình nhâm nhi chút xíu thì cũng vui. Chúng ta hãy nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa để em có thể hiểu nhau hơn. Để em nói trước đi, nhà anh có đông anh em không? Nhà anh thì hiện tại có một chị thôi. Nếu như vậy thì là tiến đến hôn nhân thì là sẽ về Bình Thuận đúng không ạ? Anh cũng mong muốn về Bình Thuận á, do là cái công việc của anh thì nó không có bắt là phải lên văn phòng thường xuyên. Nhưng mà cái đó chỉ là mong muốn khi mà lúc mà anh đang độc thân thôi. Còn khi mà có bạn gái hoặc là tính tới chuyện xa hơn thì anh sẽ hỏi ý kiến của bạn gái, xong rồi mình sẽ tính toán xong. Em thích ở Hồ Chí Minh, mà tức là thời điểm về hiện tại là như vậy, tại vì tuổi trẻ mình còn dài, nhiều khi trong tương lai thì mình cũng sẽ có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh riêng. Nhưng mà một cái là về cái mặt làm dâu thì em không có ngại. Thật ra em không có ngại làm dâu, tại vì ở nhà em thì em cũng thấy như vậy. Nếu như mà làm dâu thì em lại để ý được là mình sẽ được người lớn hướng dẫn và chỉ bảo trong cái thời gian đầu, thì em cũng thấy cái việc này nó rất là hay, thì em lại rất là tích cực trong cái việc đó, chứ không phải là nghĩ là làm dâu thì sẽ bị cái này bị cái kia. Dạ, nói chung là em lạc quan. Cô gái rất hay nha, còn trẻ nhưng cổ suy nghĩ rất là hay luôn đó. Tại ở nhà em là em cũng thấy như vậy, các chị thì làm dâu thì rất là thân với em, hay cho tiền. Vui lắm, nói chung là vui lắm. Dạ. Bảo đảm mẹ chồng khoái liền luôn. Mẹ anh rất là thương con dâu. Ủa, có rồi hả anh? Không, ý là lúc nào cũng hối. Mẹ anh nói là không có phải là cưới về làm dâu, mà là cưới về để mẹ có thêm một người con đó, để vui nhà vui cửa. Em vui lắm. Anh nói là em vui hơn. Tiền bạc làm sao? Vợ giữ hay chồng giữ? Nói cho nhau nghe đi. Em là một người phụ nữ rất là thông minh, nên là anh nghĩ là cái vấn đề tài chính thì giao cho em thì anh nghĩ là sẽ ổn hơn anh. Sao anh tin tưởng em quá vậy? Thì cái đó là cái cảm nhận ban đầu của anh là như vậy. Dạ. Mới cảm nhận thôi, về nó tính khác đó. Em thì về cái mặt tài chính thì em cũng không có kinh nghiệm, mà theo em thì em cũng không có muốn là mình giữ hết tiền đâu. Anh đi ra ngoài thì anh cũng sẽ cần có cái khoản chi của anh, mời bạn bè. Ngay cả trong văn phòng của em cũng vậy, bình thường là đi làm là phải thủ 1 triệu á, chứ còn mà không là bất an lắm. Nên là em cũng sẽ cho anh 1 triệu. Em sẽ 1 triệu một ngày hả? 1 triệu một ngày hả? Dạ đúng rồi chị. Ở văn phòng em là lúc nào cũng lỡ mà cá độ mà thua một cái là 1 triệu luôn đó. Trời ơi. Nhưng mà nói cái này thôi, đừng có lên nha, mất công sếp em nghe. Có, sếp cũng sẽ nghe đó. Vậy là yên tâm đi, nữa có vợ, vợ sẽ cho ngày 1 triệu để có gì cá độ trong văn phòng thôi, cá chè cháo rồi ăn uống đi thôi. Xù xì đúng. Thua là bao trà sữa đó. Đó trà anh. Sữa đó. Cô gái này tính cách rất là hay luôn, bằng mọi cách nha, chinh phục cô gái này đó. Bây giờ đây, vậy đây mẹ nói tuần là chơi luôn đó. Hai đứa sao á, tính hai đứa nhìn nhau rồi nhìn thẳng mắt nhau hát cái bài nào đó tình gì đó tặng cô gái ấy. Anh hát không được hay lắm nên có gì em chịu không. Dạ. Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, và anh sẽ chờ và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín lối ra không tìm được thấy đường. Anh rung quá. Không sao mà em đây rồi, anh ơi, buồn thì cứ khóc, bao lâu anh đã cố mạnh mẽ rồi. Thôi nhưng mà anh đừng khóc thiệt nha. Rồi. Anh nghĩ thì gặp nhau đây cũng đã làm cái duyên rồi. À. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà mình có thể tìm hiểu và mình có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cảm ơn anh. Rồi, về ghế ngồi các bạn. Những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau chúng ta cũng đã biết hết rồi, cũng đã hiểu hết rồi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò nhau, nắm tay nhau đi nào. Đây là cô gái. Rồi xin phép mẹ đi, nói mẹ đi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Tuần
là cô tuần nói với cô vài câu đi. Con chào cô, con rất là vui khi mà hôm nay được đến và gặp cô và gặp anh ạ. Hy vọng là trong tương lai là tụi con sẽ có thể tiến xa hơn và hy vọng là cô sẽ giúp đỡ cho con nhiều hơn ạ. Thủ tục đầu tiên. Dạ. Không mát. Sao mà anh thích hai em vô cùng luôn á, thật chúc hai em thật là hạnh phúc. Sao hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc 6-7 năm. 6-7 năm rồi luôn. Dạ bây giờ là em 37 tuổi. Dạ. Yên tâm, bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Em tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc. Quê quán của em là Trà Vinh. Sinh sống là làm việc tại Trà Vinh luôn ạ. Trà Vinh em làm gì Trúc? Dạ em là giáo viên. Rồi em kinh doanh và thỉnh thoảng em làm nghệ thuật nữa anh Quyền Linh. À, dạ. Anh làm MC đúng không? Dạ em đi hát và sáng tác nhạc. Trời ơi giỏi vậy ta. Dạ. Thầy giáo là dạy về vị gì? Dạ em dạy tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Dạ. Ok. Rồi mời bên nhà gái. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thị Truyền, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Bến Tre, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng cho công ty chuyên về lĩnh vực y tế ạ. Là dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở huyện Dòng Trơm á. Thật sự nói Bến Tre đi qua Trà Vinh thì chỉ cách cây cầu thôi, cũng không khó gì lắm đúng không Trúc? Dạ dạ. Mà em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 7. Mỗi bao lâu thì em về quê một lần? Dạ thường mỗi tháng thì em về thăm ba mẹ một lần. Vậy dạ. Là đây cũng Trà Vinh bước qua có mấy bước. Vậy là có điều kiện thuận lợi rồi. Dạ. Em sáng tác dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc bolero dân ca. Bây giờ hát bài cho nó nghe sung sung với coi. Dạ em xin gửi tặng đến chương trình bài hát về mẹ mang tựa đề Vì Con. Biết bao năm rồi mẹ tôi một thân một mình. Tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ. Qua bao phong ba mẹ luôn che chở cho con. Mẹ luôn thương yêu nuôi nấng chúng con nên người. Hay quá. Bài này là Trúc sáng tác luôn hả? Dạ em sáng tác. Trời ơi thầy giáo sáng tác nữa ha. Dạ. Em thầy có những ưu điểm gì? Đó. Dạ ưu điểm của em là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ và giúp đỡ người khác. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là hơi lười biếng với lại ưa trễ giờ. Rồi bây giờ cũng mệt lắm mà. Còn em thì sao? Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ước. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ là công việc, rồi biết quan tâm gia đình, cũng hay có tính thương người rồi. Thế là khuyết điểm là mít ước đó, phải không? Dạ. Dạ em cũng mít ước luôn. Vậy em hả? Mít ước luôn. Chắc dạ. Như ngập lụt hết. Còn tình trường của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên mối tình mấy đầu năm? Dạ, mối tình đầu tiên thì thời cấp 3. Cũng kéo dài được 3 năm. Sau khi đó tụi em học mỗi người một nơi á. Rồi tình cảm nó cũng phai dần. Tại vì cái tuổi mới lớn là giống như yêu xa đó. Dạ, rồi. Yêu xa. Mối tình thứ hai thì sau khi em đi làm là em quen cũng kéo dài được 2 năm. Cái tuổi đó thì giống như em cũng chỉ lo làm, anh đó cũng lo làm thôi. Tụi em ít có quan tâm, chia sẻ tâm sự chị. Nên không có hiểu nhau rồi. Sau hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau và chia tay. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng 6-7 năm. 6-7 năm rồi luôn. Dạ bây giờ là em 37 tuổi. Dạ. Yên tâm, bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Trời ơi sao kỳ vậy? Có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ như thế nào. Thời gian và cơ hội gặp cũng không có. Chào em. Dạ, chào chị. Chưa bao giờ nắm tay cô gái nào đúng không? Có nắm tay nhưng mà có... chưa bước đến cuối con đường. Có hung chưa? Hung má trán. Thôi vậy là cũng được rồi, cũng có hung rồi. Vậy thì em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em
với một cái tưởng tượng như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ dung hòa, biết chia sẻ và sống tình cảm. Ngoại hình thì da trắng, cao 1m60. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi. Ôi hai phân nhầm rồi. Không sao, đi giày thôi. Hai phân ta đi giày 7 phân. Da trắng là có trắng, trắng lắm em ơi. Đó. Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt với lại nóng tính. Cái nóng tính thì có thể có hay không, nhưng cằn nhằn đó em có không muốn cũng không được đâu em. Muôn đời luôn đó, coi như là đó là bản ngã và bản năng muôn đời của chị em phụ nữ chúng tôi. Tính cách rồi. Trời ơi, gái. Linh. Bây giờ em nghe anh kia hát, em cảm nhận thế nào? Dạ rất là hay, ấm áp ạ. Mà em cũng mê hát. Mê đúng không? Nghe hát. Nghe anh hát rất là ngọt ngào luôn á. Em thích hát nhạc bolero không? Dạ thích. Em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình á thì về ngoại hình á thì cũng ưa nhìn, cao 1m65 trở lên. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Trời, tao thầy giáo là ngon lành rồi. Dạ còn về tính cách á thì là một người phải bản lĩnh, quyết đoán, có chí cầu tiến. Em có khoảng bao nhiêu phần trăm mà bạn gái đề ra? Dạ em có khoảng 70%. 70%? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi nha. Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với chị Diễm, với mấy anh chị đồng nghiệp. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai. Chị là đồng nghiệp của Truyền. Chị với Truyền làm việc với nhau cũng mười mấy năm rồi, từ lúc Truyền ra trường và làm việc về công ty làm việc. Bạn trai bên đây thì chỉ qua một vài câu chuyện, cái lời nói thì mình cũng không thể nào đánh giá được. Tốt nhất là cho nhau cơ hội để tìm hiểu xem coi có hợp hay không. Nhìn sơ thì mình cũng thấy là thầy giáo thì nói chung là cũng nghiêm túc đấy. Chuyện thì nó rất là nghiêm túc trong công việc cũng như là trong tình cảm. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Rất Diễm. Chúc đi dài chút. Em đi với hai người em, cũng là hai người học trò cũ của em. Cho em xin nói thêm một xíu về thầy của em. Thì thầy á, trong công việc á, thầy là một người rất là nhiệt huyết, rất là tận tâm đối với học trò của mình. Trong đời sống á, thì thầy là người sống rất là tình cảm. Nhận xét về chị gái á, thì em thấy chị rất là trẻ trung, rất là duyên dáng. Nói chung qua những gì chị chia sẻ thì em thấy là giữa chị và thầy là có những nét tương đồng. Em hy vọng là thầy và chị, hai người dành cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau, nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn học trò thầy Trúc. Mở rào. Anh xin tặng em món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có biển sách thôi. Cảm ơn. Rồi, bây giờ hai bạn đối thoại với nhau đi nào. Cảm nhận 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Cho anh hỏi em làm bên công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Anh thì ở Trà Vinh nhưng mà ở huyện Cầu Ngang. Có thể là thỉnh thoảng nửa tháng hoặc là một tháng mình gặp nhau một lần cũng được, nếu như mình chấp nhận. Cho em hỏi tí xíu nha, anh có mơ ước và dự định gì cho tương lai? Mơ ước của tương lai là anh kinh doanh, mở rộng thêm kinh doanh và làm nhiều sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Còn những lúc mà anh buồn vui hay rảnh rỗi, anh sẽ thường làm gì? Buồn vui anh thường nghe nhạc với xem phim. Và thỉnh thoảng là anh tìm trẻ con, anh vui đùa. Vậy là anh có thích trẻ con? Thích trẻ con. Cho nên là cái tính của anh cũng rất trẻ con. Anh có thích môn thể thao nào không anh? Anh chỉ thích đi bộ với lại đạp xe đạp thôi. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh nghĩ em rất dễ thương, trẻ trung so với lứa tuổi. Dạ, cảm ơn. Còn em cảm nhận thầy giáo thế nào? Nhìn có vẻ chững chạc. Chững chạc, chỉnh chu. Nhưng mà em nghĩ chắc có vẻ em và anh giống nhau, là người sống chuyên về tình cảm rồi, có vẻ là cũng ít nói. Em nếu mà mình tiến xa hơn thì em có chịu về quê với anh không? Dạ, trước hết thì em sẽ làm ở thành phố. Còn sau này để xem tình cảm giữa hai người như thế nào, rồi có đủ lớn không, không có đủ mà để em sẽ bỏ tất cả để mà đi theo anh về Trà Vinh. Anh đang sống với ai?
Hiện giờ anh sống với mẹ già. Là nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có tất cả 5 anh chị em, nhưng mà anh ấp út nhưng mà ở với mẹ. Nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Thì tùy theo mức độ tình cảm của mình đến gần thì mình sẽ tính sớm. Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không sớm đi. Cái người ta đi, người ta thích cái là cuối tháng không? Mày cuối năm người ta cưới liền đó. Dạ, 12 năm nữa cũng được. Nên Quyền Linh 12 năm nữa, em 50 luôn. Em quyết định chỉ còn được có 2 năm nữa thôi. Dạ. Chúc tới nắm tay truyền ha, nắm hai tay truyền. Hát một bài nào đó nè, tình cảm lãng mạn, sướt mướt thử cô khóc. Em nghe em nói nè. Nếu được làm người tình, lạc vào mắt nai tơ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thấm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làng xa tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Trời ơi, anh nói là anh thấy em thế nào đó? Em nói với bạn đi. Dạ, anh thấy em rất dễ thương. Có phần sống tình cảm giống như anh. Anh cảm thấy là về tính cách của hai đứa mình thì anh thấy hợp rồi đó. Cái nơi làm việc thì cách xa, cái đó thì mình cũng phải tính toán lại như thế nào cho dạng đôi đường. Thôi được rồi, các bạn về vị trí đi. Nào, hãy để tay mình nút bấm đi các bạn. Một người 37, một người 38. Sau 30 giây suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chuyện suy nghĩ thế nào? Em cũng không biết nữa, và cảm nhận hay sao. Bản tính thì thường người ta nó sẽ trái nhau một chút. Nếu mà giống nhau quá thì em cũng không thích. Cả Trúc, hai cùng sống như tình cảm gì quá đó thì... Còn Trúc nghĩ gì mà không bấm? Em tại vì hoàn cảnh gia đình của em đơn chiếc, em với mẹ già, người em cũng ít cơ hội được đi đây đi đó, ở xa cũng ít cơ hội gặp được, xa mà cách lòng. Nếu mà Trúc cố gắng hơn chút xíu nữa thì em nghĩ không có xa đâu. Nếu thực sự hai người cứ lấy số điện thoại với nhau đi. Yeah. Làm bạn với nhau đi. Yeah. Anh thấy ở hai người hợp với nhau đó. Nó ngọng kệ ta đi, sao ta đi mình thôi chứ. Tại em mỗi lần em nói chuyện với bạn là kêu em ơi đi chơi em kêu nói chuyện mà cứ lắm khó chịu lắm, em không biết nó cái gì nó miệng nữa. Mỗi lần đi ăn gì là nói chuyện gì mà cũng khó, rõ ràng người ta cười em hoài à. Mày hỏi đi ăn cũng biết ăn nói gì luôn hả? Ăn là ăn chè chè đó. Em buồn lắm thì kêu em cũng xấu hổ không sao. Thì cái tập của ba thì mình về từ từ mình tính em á, thương người nọ thương người tới nơi thôi. Không thương người thì tầm bậy được rồi. Có mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai á, em có bạn gái đó, nhưng mà bạn gái đó lại không thương em, tức là bạn gái đó có biểu rồi giấu. Em có nắm tay bạn gái đó chưa? Em có nắm tay làm rồi, nhà bạn nói kia là bạn không thích chứ, mặt bạn nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Còn bạn trước có hôn chưa? Bạn trước á là em cũng hôn rồi. Hôn rồi bạn nói sao? Bạn nói kêu thấy anh dễ thương, anh hiền. Ủa bạn nói em nghe được mà. Không, ý là bạn nói ngọng á, là nó, nhưng mà em nói là bạn nói sao? Bạn nói sao? Bạn nói kêu anh chỉ chừng đó à. Em nghe không có rõ. Em tên là Nguyễn Trường Vy, em năm nay 29 tuổi, quê em ở Đắk Nông, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên tư vấn về da. Bạn này có làn da đẹp lắm á nha. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ hiện tại thì em đang mướn chỗ ở quận 8 á. Quận 8 qua quận 9. Dạ. Hai số khác bên nhưng mà nó xa lắm. Xa lắm. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em trai. Điểm mạnh của em là biết tự lập. Năm 20 tuổi thì em vô thành phố này á là em đi tự lập rồi. Em ra làm rất là nhiều nghề. Ví dụ em làm nghề cửa sắt, xây dựng, phục vụ nhà hàng. Qua một thời gian đó thì em thấy cái nghề này nó chứng qua là nó chỉ làm một thời thôi.
sau này em suy nghĩ là em phải đi làm kiếm một cái nghề cho mình để sau này mình sẽ trở thành ông chủ để mình làm cho riêng mình. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Chúc mừng em, như vậy là cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống ha. Dạ. Tính của em đó là chịu khó lắm, em muốn là mỗi năm phát triển một lần, từ cỡ 3 năm là em phải có một gì đó. Phong cách của em là phải phát triển, em làm việc á thì cũng đúng giờ rất nghiêm chỉnh, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Em học của người Nhật, họ sống rất là tốt và làm việc là có kỷ cực, kỷ cương, chứ không phải là muốn làm gì làm rồi đi đâu đi đó rồi không có chú ý tới công việc là không có được. Dạ. Em có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em là không biết nấu ăn. Em không, em hay thức khuya lắm, có đá banh nè, rồi xem phim, coi chuyện hài, phim ma. Nhiều khi em coi phim ma vậy đó, chứ mà em cũng sợ nhưng lại thích. Nó kỳ lạ. Con chi? Nhưng mà lại thích nhé. Cái đó đâu phải là điểm yếu đâu. Nhiều khi mình thức khuya quá không tốt sức khỏe. Em biết nó, nhưng mà nhiều khi buồn quá thì ở mình, nhiều khi phải làm cho nó. Buồn quá ở mình. Nếu có dạ. Người ở với em đâu coi phim đúng không? Dạ, em hơi nóng tính xíu, nhưng mà hết rồi thôi à, chứ không có để trong lòng. Giận hờn em cũng không thích. Tại nhiều khi em làm với lại việc với lại nhân viên của em á, mà em thấy không dễ đó là em la lên. Em la lớn không? Dạ không, la lên là làm việc vậy là không có được. Nếu mình làm như vậy á là ảnh hưởng tới khách hàng. Thí dụ như anh làm là hư nhà của em nè, la thử em. Trời ơi, là làm không được nha. Cái này làm như vậy là hư nghe anh Mình Linh. Ôi ơi, cái đó không phải là la ông nội ơi. Không, cái đó là khuyên em la đó, em la nhỏ nhẹ thôi chứ em không có la lớn. À, thấy chưa? La để cho người ta biết chứ không để cho mất lòng. Rất là tình cảm la. Dạ. Mà nó giống như là dạ. Tâm sự vậy. Sống của em là rất là tình cảm. Tại vì nhiều khi không có ai mà hoàn hảo hết. Nhiều khi mình thấy như vậy mình nói để cho ta rút kinh nghiệm. Để người ta tốt hơn. Được. Chứ không phải để la người ta là bỏ người ta hay là đuổi việc người ta là không có nên. Tôi thấy đàn trai là tốt đó. Dạ. Đâu em la lớn nhất cho chị. Em dạ nó nhất rồi. Là anh nè, ví dụ là anh nè. Dạ. Trời ơi sao mà làm hư hoài đồ vậy? Thì tôi làm vậy đó rồi sao? Làm như hư đồ là mất uy tín của tôi. Tôi làm hư đó rồi sao? Thì thôi vậy là thôi bớt đi, giờ này tới nếu làm hư vậy là cho. Có gì, tôi muốn làm hư đó. Dạ em nghĩ mà vài bữa đem về em hiểu được. Xong cho nghỉ luôn, cho nghỉ vài bữa. Còn nếu mà thích thì cho nghỉ luôn chứ biết sao giờ. Tại em làm hư mà em cố chấp vậy sao mà ai còn làm được. Tôi thích vậy đó, rồi sao? Dạ thích vậy thì nên này hơi khó đó, tại vì nhiều khi như vậy thì làm công việc mà người làm của mình mà làm như vậy thì mình cũng không thích. Không thích thì thôi, tôi thích làm đó. Dạ. Ủa tự nhiên tôi cho người tôi nghĩ tôi mắc mới thì phải cho tôi nghĩ. Tại vì khi anh làm như vậy là ảnh hưởng tới uy tín của em thì nó thiệt. Thì thôi giờ anh đừng nóng giận nữa, tại đây là anh làm sai chứ không phải tại em làm sai. Tội nghiệp không? Đàn ông không có như vậy. Bực mình đúng mà, tự nhiên mình đúng, bây giờ mình tự nhiên đang ở cái kèo trên, cái mình nói chuyện một hồi mình bị lật xuống kèo dưới là sao? Đáng mức thôi, nhưng mà quá mức của em á là không được. Thì nãy em quá mức luôn á, là em phải cho họ thôi việc thôi. Không nghĩ tới quậy em tiếp, em làm gì? Không có đâu quậy em được. Em làm sai mà lại đi là làm chửi người chủ vậy đâu có nên. Không nên. Nhưng mà em nghĩ chắc con người không ai làm vậy đâu, họ sẽ không làm. Nhưng mà làm vậy là quá thôi chứ thật chắc ra mất mớ gì quá. Hiền quá trời. Tôi cố tình vậy mà cũng hiền lắm á. Còn em sao? Điểm mạnh của em là em hát được nhạc bolero. Có thể là những người mà người ta đang rất là nóng tính luôn thì em có thể là em làm người ta dịu xuống được. Ta nóng em hát hả? Dạ không chị. Dạ không anh. Làm sao mà người ta xuống? Thì cũng giống như là em nói chuyện kiểu dạng như nói để cho người ta bớt lại cái cơn giận của người ta xuống. Em nói sao rồi giờ tôi giận em lắm rồi. Em đang đứng em vuốt thử chứ cái ông này hồi nãy là ông kia vuốt không được. Bực mình lắm rồi đó. Dạ. Nguyên nhân vì sao mà anh Quyền Linh bực mình? Tôi thấy hai người nói chuyện tôi bực mình quá. Tôi bực mình ở cái điểm gì anh có thể nói cho em tôi biết? Tôi không biết mà tôi bực mình vậy đó. Em hết cách với anh Linh luôn. Mất mơ hết cách. Tự nhiên anh bực, em không biết lý do vì sao. Tôi thích bực là tôi bực. Vậy thôi em im. Hai người này chắc không có cãi nhau đâu. Anh ví dụ như mà nóng tính nha em sao ta, em nhõng nhẽo, em sẽ có nhõng nhẽo. Em không biết là anh có chịu hay không. Có nhõng nhẽo chịu không? Phụ nữ thì đương nhiên họ phải nhõng nhẽo rồi, em phải chịu thôi. Tại vì phải yếu là họ thường thường á là họ nhõng nhẽo, mà phải mạnh á mình phải chia sẻ là mình yêu thương thì họ lại thương mình hơn. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ đó, giờ thì em yêu có một người anh. Em yêu người đó 7 năm, em chia tay hiện tại là 8 năm rồi. Mà lý do gì 8 năm em không có người yêu? Dạ thật ra thì em cũng có nhiều người thả thính lắm chị. Nhưng mà không biết sao em không có cảm tình. Giống như là có một lần thì ba anh em trong một gia đình thương em luôn. Mà em không biết chị. Với lại cũng có nhiều người người ta thương em nữa mà người ta không dám tỏ tình chị ơi. Người ta nghĩ em có ghệ rồi, không ai tỏ tình với em hết. Không mà em dễ thương mà. Cảm ơn anh. Em có mấy người yêu? Dạ em có hai mối tình. Còn sao? Thật tức là người ta
yêu em, nhưng mà em có yêu lại. Sao kỳ vậy? Tại vì cái bạn gái đó dễ thương lắm, nhưng mà có điều nó hay ngọng. Nó ngọng kệ người ta, miễn sao tao yêu mình thôi chứ. Tại em mỗi lần em nói chuyện với bạn là kêu em ơi đi chơi không em, kêu nói chuyện mà nó cứ khó chịu lắm, em không biết nó cái gì nó miệng nữa. Mỗi lần đi ăn gì là nói chuyện gì mà cũng khó, rõ ràng người ta cười em hoài à. Nó kêu, hỏi đi ăn cũng biết ăn nói gì luôn hả? Ăn chè cái đó. Nên, em buồn lắm, thì kêu em cũng xấu hổ người ta. Thì cái tật của người ta thì mình về từ từ mình tâm tính em á. Thương người nọ là thương cho tới nơi thôi, còn không thương thì làm bạn. Được rồi, có mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai á, em thương bạn gái đó, nhưng mà bạn gái đó lại không thương em, tức là bạn gái đó có người yêu rồi, giấu. Em có nắm tay bạn gái đó chưa? Em có nắm tay một lần rồi, nhưng bạn nói kia là bạn không thích cái mặt bạn nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Em còn bạn trước có hung chưa? Bạn trước á là em cũng có hung rồi. Hung rồi bạn nói sao? Bạn nói kêu thấy anh dễ thương. Ủa? Hiền. Ủa, bạn nói em nghe được mà. Không, ý là bạn nói ngọng á, là nó, nhưng mà em nói là thật tâm em. Bạn nói sao? Bạn nói kêu anh chỉ chương quá em nghe không có rõ. Còn đó giờ có ai làm mai làm mối cho em chưa? Dạ, thì có em thì em dễ thương lắm, em đi làm cho nhiều khách lắm. Cái nó kêu thằng này coi được mà. Con thích là làm mai nha, trễ nhà chú không? Kêu dạ có chứ, quanh chơi. Mà thấy cái bạn nữ đó không dễ em. Bạn nữ em là 57kg. Bạn 75kg. Em lựa quá à. Không phải anh, mà cái gì ra đó người à, quen mình mà ở đợi kiếp mình chứ phải một ngày hai ngày đâu anh. Còn dạ, ai nữa không? Dạ còn nhờ có bạn ở gần nhà em đó. Mẹ bạn nó kêu là thôi con qua nhà cô làm rể đi, em thấy cũng được. Nhưng mà em suy xét lại là em thấy bạn nữ đó hơi khó, cọc cằn lắm. Cuối cùng ông mày cũng khó chứ ngoài khó đâu. Không phải đâu anh, bây giờ gặp ai cũng phụ nữ đó họ gặp như tính như đàn ông, gặp ai cũng đầu bính lộn, gặp ai cũng đợi sao mà em chịu. Nha anh chịu không? Chịu à. Ổn. Được, ổn quá, ổn quá. Nãy giờ em nghe chuyện về anh Chinh á, em thấy cái cảm nhận của em về cái bạn bên đây sao? Em thấy là ảnh vui tính, vậy là cũng hơi hài hước. Nhưng mà em thấy tính ảnh hơi khó một chút đó chị. Em có một cái yêu cầu gì về ngoại hình đối với người bạn trai của mình không? Cao hơn em là được rồi chị. Ảnh sao cũng được, miễn sao hai đứa thương hiểu nhau là được rồi chị. Em nghĩ sao em mua cái món quà này vậy? Tại vì em mua cái tim này là giống như là mùa đông đã về rồi. Em muốn cho bạn gặm để nhìn thấy cái tim không? Cho ấm. Vậy hả? Chị dạ. Thấy có cái chữ đó kìa. Dạ. Chữ đó gì? Luôn hả? I love you. Hôm nay em đi với ai vậy Trinh? Dạ, bữa nay em đi với lại ba đứa em của em. Ba đứa em nãy có nghe câu chuyện ba anh em thương người không? Em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Hai người là thần tượng của em rất là hâm mộ từ lâu rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Em thấy bạn gái bên đây là một người có giọng nói thanh nhẹ, dễ thương. Cảm nhận của em đó là bạn gái này có những hội tụ những cái đức tính tốt. Và em nghĩ rằng anh Trung Chinh sẽ thích cái những phẩm chất này. Người anh của em thì có một số cái truyền đạt á, nó không được rõ ràng, nhưng nhiều khi là chưa hiểu lắm. Đi cùng em thì hôm nay là có cũng Thắng và Hải. Hồi nhỏ thì em cũng có ở chung với anh Chinh được khoảng 2 năm. Thì kinh tế gia đình cho nên là anh Chinh lúc nhỏ thì ở với lại bà nội, sau này thì ở với lại cô chú, thì ba mẹ đi làm kinh tế cho nên là cũng không có được dạy dỗ hay là này kia giống như là những người khác. Cho nên là nếu như mà mình nghe thì mình có thể thấy là anh Chinh thật thà, ảnh không có kiềm chế, ảnh không có nghĩ sao nói vậy à. Cho nên là nhiều lúc nếu như mà nghe mà không hiểu á thì nghĩ anh Chinh là không có phải là người chính chắn đàng hoàng, nhưng mà về cuộc sống á, thì thật tình á, thì anh Chinh rất là can đảm, nghĩ gì là làm cái đó. Ngay cả cái việc mà anh đi vào Sài Gòn á, em nghĩ là lúc anh đi vô chắc em nghĩ là chỉ có khoảng mấy ký hột điều để anh bán anh đi thôi. Dạ, nhưng mà anh vẫn vô Sài Gòn. Rồi anh từ từ anh học nghề anh lên, rồi đến anh tự anh ra anh mở một cái tiệm. Và lúc anh mở tiệm thì thật ra là kinh tế cũng không có gì bao nhiêu, em nghĩ là cũng khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng mà dần dần thì ảnh có được nhiều khách hàng, rồi ảnh tay nghề ảnh rất là tốt. Và thực sự là anh em của em rất là thương ảnh. Và cũng thật sự với bạn nữ luôn là ảnh không có biết nói lời ngon ngọt hay là nịnh bợ. Bữa nay đẹp anh cho nó đẹp á, vậy thôi. Hay là nấu ăn dở anh sẽ sẵn sàng anh nói là dở quá, anh không biết lấy lòng. Cũng là một trong những cái mà cái nhược điểm của ảnh. Rồi cảm ơn ba em trai nha. Hy vọng nó không giống câu chuyện đầu tiên. Nhưng mà còn tại sao Trinh lại khóc Trinh? Tại em xúc động á. Nay Trinh đi với ai vậy? Dạ bữa nay em đi với lại ba đứa em của em đó. Chị xin lỗi em. Chị em làm gì luôn. Nhìn em khóc. Chị kiểu không. Nói đi với ba em trai.
Rồi em gái bên kia đi với ai? Dạ em đi chung với lại em trai với lại cháu gái em ạ. Rồi vâng, xin kính chào anh Hùng Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì hôm nay em là em của chị Vi. Anh thì em thấy anh cũng về ngoài thì cũng khá, nói chuyện thì rất là hài hước, có ý chí tự lập và có cái tinh thần cầu tiến. Nếu mà quen chị em thì nên cứng rắn hơn một xíu, tại em thấy thì anh rất là tình cảm. Nói thật ra là anh không yếu đuối được, chân quà nói ra anh xúc động. Tại bản thân của anh á là tình cảm thôi. Thôi bây giờ chắc là rồi, mở rào ha. Rồi mở rào. Nào, mở rào. Công việc là của em đó. Xin chào anh. À, xin chào em. Lớp gì? Dạ. Anh có này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một cái đặc điểm là em rất là hay quên, cho nên là quà của anh em quên mất tiêu rồi. Để chuộc tội anh, em sẽ hát tặng anh một bài. Còn nếu như anh cảm thấy không đủ nữa, thôi em tặng em cho anh luôn. Tặng em cho anh luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nên trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. À, cảm ơn. Dạ. Hát tặng lại chính anh. À, anh cũng có bài hát tặng cho em. Dạ. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Cho dù mưa giông, cho dù nàng trai anh vẫn chờ. Dạ em hết ạ. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À, anh nói trước nha. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, xinh sáng. Em có nói với anh gì không? Hồi nãy thì có nghe anh chia sẻ là anh nấu ăn không được ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thì mai mốt mà thí dụ như em với anh mà có quen nhau thì chỉ có ăn mì gói thôi anh ơi, em nấu ăn cũng không ngon luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy mình phải đi học đi, muốn giỏi đi học, có gì đâu. Dạ. Cho em hỏi một cái nữa là quan niệm của anh như thế nào về con gái của mình? Nói thiệt ra nhiều lúc á, anh suy nghĩ ra người Việt Nam mình á là rất là bất khuất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thời gian hiện tại đây á, anh thấy thay đổi nhiều quá. Xăm hình có. Dạ. Nhưng mà xăm hình á, xăm gì nhỏ nhỏ gì ít thôi, chứ làm xăm nhiều quá thì nó không được đẹp anh. Bây giờ người ta xăm ở trong bự chà bá lửa luôn. Không sao, nếu mà xăm ở trong thì nó che lại sao. Bự cũng không sao đúng không? Dạ. Đi ra đây. Dạ. Ra đây. Dạ. Đẹp không? À cái này hả? Ờ đẹp thiệt. Đẹp không? Cái gì đẹp? Dạ cái bông mà em biết bông là gì, bông hồng. Hoa mẫu đơn á chị. Mẫu đơn. Ờ em thấy đẹp. Em thấy đẹp. Những cái hình xăm ở trên người của em thì nó đều có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì em cũng giống như anh như vậy, một mình em cũng một thân một mình ở Sài Gòn, em bươn chải. Nói về cái bông hoa của em, vì bông hoa của em là tượng trưng là giống như một người con gái mạnh mẽ. Mình phải quyết đoán, mình phải sống tự lập và không dựa vào ai hết. Còn cái hình thứ hai của em là hình về cái đôi chim uyên ương. Ế quá rồi, thì em xăm. Tại vì em suy nghĩ là cái gì cũng có đôi có cặp, khi mình xăm lên biết đâu mình sẽ có thì sao. Ờ anh thấy anh... đúng á. Được. Dạ. Không, mai mốt lấy chồng về xăm hình em trên người được không? Dạ được. Ừ đó được. Hay. Đối với anh á là phụ nữ á, mình phải biết chịu khó siêng năng. Bây giờ thời buổi này người ta rất thích gì, đại gia hay là thích mình có tiền, nhưng mà thật chắc ra đại gia người ta phải làm thôi mới có, chứ đâu mà có. Dạ. Cho mình đồng tiền của mình làm ra là nó phải từ đổ mồ hôi nó ra, từ khó khăn lên mới quý được. Dạ. Rồi bây giờ em hẹn hò với cô ấy như thế nào, sở thích gì đó em hỏi đi. Em thì em rất bạn trai mà bụng to to xíu, em rất là thích nựng nựng cái bụng. Yên tâm đi, anh cũng không có bụng mà bụng ít thôi. Có nựng má của nựng, thích nựng bụng lạ thôi. Em thích nhéo đó anh, em nhéo bầm luôn á. Nhéo vô bụng luôn á hả? Dạ. Bụng anh vậy thôi, mở ra bự lắm đó. Em có gì mạnh mẽ chứng minh cô gái để bảo vệ cô gái này được không? Em yên tâm đi, anh tây vậy anh mạnh mẽ lắm, anh có võ. Có luôn không? Có anh. Ừ. Anh có học võ taekwondo. Rồi. Nói chung là ở bên quận 1 á. Em chỉ hy vọng là cái võ của anh sử dụng ngoài đường, đừng sử dụng ở em nhà là được. Anh sử dụng ngoài đường, còn em là anh bảo vệ. Taekwondo là thường có nhiều đòn đá chứ không có đòn tay. Rồi. Bây giờ coi anh đá nha. Ừ. Đừng quên coi gì không quan coi mà anh coi nha. Em có cần né không? Không anh, chúng em sao? Em ngồi đây, anh đá đây là đá. Dạ. Đại với đâu đá trước mặt em. Dạ. Mà mỗi vô là thủ nè. Ừ. Em là thật rằng là vô là bạn nè.
mấy bạn vô là em thủ liền, mà mấy bạn to hơn em hù liền để nó sợ mình. Hù sao? Vô. Hù luôn hả? Dạ hù với anh, không để nó tấn công mình đâu được. Mình hùng mạnh lên, cho dù đối thủ nào thế nào nữa mình nói đây mình hù nó là nó sợ. Giờ hù tôi coi tôi sợ không nè. Dạ giờ hù thì mình phải mạnh mẽ lên anh, mỗi lần nhưng mà ra đòn nhanh lắm, à gọi ra đòn nhanh lắm, tại vì nhiều khi em đấu với bạn nhiều cao hơn anh nữa đó. Anh nghĩ lấy sao đâu, nói thiệt anh không nghĩ lý gì không phải không? Em phải anh, em không sợ anh, em sợ chứ không nghĩ lý gì. Anh nói chung là em rất là tôn trọng anh. Mày dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn á. Để tao mình nút bấm, bấm nút là trao duyên lẫn nhau và có trách nhiệm với nút bấm đó, trách nhiệm quyết định của mình. Nào, 3 2 và 1, hết thời gian. Ủa em có bấm không vậy? Dạ không chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao về em gái? À, em thì em chưa có tìm được một cái cảm giác là rung động với anh. Nhưng thật sự nói đây là chàng trai rất là tốt luôn, có dạ ý chí cầu tiến, rất tiếc điều đó. Sẽ có nam và nữ. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. À, với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. À, ví dụ như khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? À, những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên, bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Không có nói trước cái đó được nha. Thật sự cái đó là anh nói trước được đó. À, ở trên sân khấu này nói cái gì là mai mốt xuống sân khấu là phải làm y chang như vậy nha, cho nên đừng có nói trước nha. Mời giờ gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe các coi nào. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào bạn nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ danh Băng Băng tức là mình đã có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. À, tức là tên ở nhà hay là sao? À, bạn bè biết qua từ lúc đi học từ năm lớp 6. À, vậy hả? Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp. Em đang sống ở Sài Gòn và em sinh năm ngày 5 tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi rung. Hiện tại thì hơi rung hả? Gái ta mạnh dạng rồi, đây thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Phụ gia đình cụ thể là làm gì? Dạ là em đang phụ, giống như em đang phụ ba mẹ làm, kiểu mình làm các công việc của ba mẹ, mình phụ giúp và mình làm công việc của ba mẹ. Thì ba mẹ làm là đang làm việc? Công việc cơ khí. À, cơ khí. Rồi. Hôm nay mình đội nón cho nó xì tai chút hay sao? Dạ không phải, hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tai nạn nhỏ thì hiện tại là em cần phải đội nón. À rồi. Dạ. À, đồ nó cũng ngầu ha. Hiệp làm cơ khí quê đâu? Dạ quê con ở Long An. Long An, làm tại Long An luôn? Dạ hiện tại là nơi đó đang làm, nhưng mà dạng như là ở Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Long An là ở huyện nào? Dạ Long An ở xã Hòa Khánh Nam. Xã Hòa Khánh Nam là huyện nào? Trời đất, ở huyện nó quên luôn. Không nhớ luôn hả? Cần Giờ, ý Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân An. Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi. Đức Hòa. Ôi phải không ta? Đức Hòa. Phải Đức Hòa, Đức Huệ. Hả? Dạ. Thôi. Hả? Nghe Đức Hòa quê mà mối kìa. Dạ đúng rồi. Dạ em từ từ để em rồi, em quên chữ luôn. Nhớ luôn kìa. Thôi ráng nhớ đi chút nữa, thí dụ mà Đức Hòa thì chị qua lần nữa. Ủa sao vậy chị? Quê ông nội chị ở Đức Hòa. À dạ. Ừ. Chị chắc em nghĩ Đức Hòa quá. Trời dễ thương. Mối, biết cách nói giữ mối kìa. Ờ biết cách giữ mối chứ sao. Thôi bây giờ mình về để mà mình nghe bên nhà gái của mình nè. Ok. Bây giờ là coi như là có một vấn đề ở trên mái tóc ha. Dạ. Đội cho nó ấy, thực ra cái này chắc mọi người cũng hiểu. Vì lý do sức khỏe nha. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của nhà gái sao nè? À, về điểm mạnh của em thì chắc là nấu ăn, biết may đồ. Và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền, nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay. Đây là em đã nghỉ chơi bóng rồi.
mình gãy tay trong cái quá trình chơi bóng luôn hay sao? Dạ không, mà em bị tai nạn, đi chạy xe tai nạn. Trời, dân bóng chuyền là phải cái cao dữ lắm á, mà anh này thấy không có được cao lắm như dân bóng chuyền ha. Hồi đó chị cũng là chơi bóng chuyền. Dạ. Mà chị chơi được có 1 năm rồi cái chị không chơi nữa, tại chị mệt á. Năm đó bóng chuyền đang suy thoái đó. Dạ không có chơi trong trường á chú. Lộn kêu bằng anh mà cứ chú hoài. Rồi bây giờ là anh chú gì quan trọng đâu mà. Cái đó là điểm điểm mạnh. Rồi còn điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đám đông. Lại em sợ người khác mất lòng. À vậy hả? Chị thấy ở bên kia là nhút nhát hơn em luôn đó, cho nên là em đừng lo, tự tin lên. Chắc là do em học ngành diễn viên á, nên là giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao? Điểm mạnh điểm yếu sao nè? Dạ, thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, gia đình hay mọi người xung quanh em cũng biết, rất là biết chăm sóc và biết thể hiện cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà nhút nhát vậy sao làm trò vui cho người khác được? Dạ, ông ở nhà em khác. Ở nhà khác với bạn bè khác lắm à. À, ra ngoài mình hơi nhút nhát, nhưng về nhà cũng nhút nhát đúng không? Dạ, không, ở ngoài đường trẻ đây hơn. Có tật xấu gì không? Dạ thì tật xấu của em thì hay quên. Dạ, em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Kiểu mẹ dặn làm đó cái hay quên, cái em quên cái không làm luôn. Có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có không? Dạ có. Có luôn hả? Mẹ gọi điện, mày đang đâu vậy? Con nói, ủa con ở nhà nữa, mẹ đâu à? Mày đang chở đi đâu, mẹ hỏi tao. Bắt tay một cái. Dạ. Tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Chở bà vú đi chợ xong rồi cái te 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 đi về rồi cái nằm võng đu đưa rồi bà vú hỏi, ủa con đang đâu, con đang nằm nhà nè, rồi con nhớ con quên gì không, con đâu quên gì đâu, cái bà vú bà kêu chứ mày quên tao ở chợ chứ ở đâu đó. Một cái vụ án mà chấn động luôn á. Quên bà, quên bà vú ba lớn mà còn biết đường đi về, đừng có chở con đi đâu mà quên con nha. Tội nghiệp nhỏ nha. Con sợ lắm cho nên lúc nào đi ra đường với con của con là cũng có nhiều người đi theo. Phải buộc đứa nhỏ vô có cái đồ buộc sau lưng rồi nè. Sao nói là mình hay làm cho người khác cười lắm hả? Dạ đúng rồi, tại con em thích như vậy. Bây giờ một chút nữa cái mình mở rào ra mình làm cho bên kia cười đi, chứ thấy bên kia nãy giờ hơi rung rung, hơi nhát nhát á. Em thấy em rung hơn bạn đó nữa. Rung. Rồi sao làm cho người ta cười cái ông này? Em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Sao? Bây giờ mình chia sẻ về cái tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm. Thì nói chung là hai người cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn, về ví dụ bạn bỏ hút thuốc. Với lại bạn cũng hồi đó là em quen năm 17 tuổi và bạn cũng hay đến nhau nữa, nên là em muốn bạn tốt hơn, nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều, nên là em đã chọn quyết định là cho mỗi người một lối đi riêng. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết, là vậy thôi hả, có nhiêu đó thôi hả? Ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng Hiệp. Rồi Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. Cũng 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. 3 năm. Nhưng dạ. Cái mối đó sao chia tay? Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Không trân trọng và không tôn trọng luôn? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà mình có tôn trọng với trân trọng người ta không? Dạ có. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết, không cần biết là lý do gì. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thuyết phục không được? Dạ không phải là cái không, em kiểu bạn đó không thay đổi, em bảo bạn đó thay đổi sửa đi, tại em cũng vì bạn đó em thay đổi, mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Dạ em muốn bạn đó là thích, cũng giống như em này, thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Đơn giản vậy đó hả? Dạ, với lại kiểu tại nói thì nói vậy nhưng mà khi mình tiếp xúc nhau mình mới biết được những cái điểm mạnh điểm yếu của nhau như thế nào thôi. Có một cái hình mẫu lý tưởng nào không Hiệp? Dạ không ạ. Em quan trọng ở công ty và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà
nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Trời ơi, bên đây là con gái không ai xấu đâu. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bây giờ mình đoán sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Dạ thì về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Cái này thì chắc là có, chị nghĩ là có. Tại vì bên đó đã trải qua mối tình 3 năm và cũng đã chịu đựng, cũng đã lắng nghe, cũng đã xuống nước rất là nhiều rồi đó. Cho nên là chắc có kinh nghiệm rồi. Nhưng Hiệp trưởng thành chưa? Dạ thì... Tự đánh giá mình xem mình trưởng thành chưa? Thực ra là em, bản thân em nếu mà bảo là trưởng thành thì cũng không trưởng thành. Mà bảo là con nít cũng không gọi là con nít. Em kiểu là mình theo tình huống. Tại đôi lúc á, mình trưởng thành những việc cần thiết. Còn những lúc mình phải con nít thì cái gia đình, cái không khí lúc nào nó mới vui nhộn được. Giả bộ nhõng nhẽo cho nó vui đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mẫu hình... Có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không em gái? Tức là cao, thấp, lùn hay là người ta nói giống là ai không? Người ta thích người cao hơn rồi. Nhưng mà có mẫu hình nào lý tưởng không? Tức là một cái người nào đó giống ai? Tức là em tưởng tượng em muốn có một người bạn trai giống ai? Giống Lee Min Ho hay là giống chú Quyền Linh hay là giống ai? Dạ thì giống Trấn Thành ạ. Tại vì em hâm mộ chú. Giống ai? Trấn Thành. Trấn Thành hả? Dạ. Giống Trấn Thành. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi coi nhà gái sao. Trời ơi. Xinh này nha. Dễ thương. Đã xinh nói hả? Rồi nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nè. Phái vui đúng không? Dạ. Phải chân thành là phải vui đúng không? Dạ đúng rồi. Vui, vui nhà vui cửa đúng không? Rồi nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Ghét gì nữa? Có ghét bị kiểm soát không? Dạ có. Có. Ghen. Có ghét ghen không? Dạ có luôn. Có ghen không? Em đúng chuyện, đúng lúc, đúng chỗ, không yên vậy. Vậy chứ nhà gái có ghen không mà ghét nhà trai ghen? Dạ, em thì cũng bình thường, kìa đúng lúc, đúng chỗ như bạn Nam vậy. Rồi, vậy hai đứa đúng lúc, đúng chỗ mới ghen. Mà đúng lúc, đúng chỗ là hoài luôn là mệt đó nha. Đấy, được rồi. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi làm sao rồi, cái mình cho gặp mặt thôi. Hả? Em đi với ai? Dạ, em đi một mình thôi ạ. À, vậy hả? Dịch bệnh này nên đi một mình. Lẹ lẽ vậy đó. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một mình, yên tâm có... Có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Coi nói chuyện coi hợp tính tình sao. Rồi tụi tôi tính cho. Đúng. Mở rào. Thoải mái lên nào Hiệp. Nào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh là đồ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Đứng đó Hiệp, đứng kế bên. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhật hai mặt anh hùng. À, em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người mình hơn. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. À, anh đứng đó kia kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. Em cứ mở thử đi. Là một thì cái móc khóa thôi. Em có nhìn như vậy em có biết ý nghĩa của món quà anh muốn tặng như thế nào? Thực dạ ra không. Thì bản thân anh là tặng đồ hay quà đều có ý nghĩa hết. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ yên riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi ngồi xuống đây, hai đứa ngồi xuống đây. Đó, hai đứa trò chuyện với nhau đi. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Thì em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Anh cảm ơn. Dạ. Còn gì nữa không? Em có thể nói anh nghe thêm được không? Vậy anh cũng được. Dạ
Thấy body anh sao? Em không biết, Có, nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Chết rồi. Mày đứng hình này chú Quyền Linh. Đứng hình rồi, kêu chú Quyền Linh giúp. Được rồi đó, bây giờ nè. Bây giờ hỏi coi bây giờ sở thích của em gái gì? Em mong muốn người chồng tương lai của em phải làm gì? Hỏi đi. Dạ không biết anh, không biết em là cái sở thích của em nó như thế nào á, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ, em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game rồi biết. Anh hả? Anh chơi thường xuyên, anh cũng hay chơi với bạn bè lắm. Dạ. Nếu mà tại vì cái ngành của em là theo đuổi là ngành diễn viên á, dạ, thì em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm với nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Tại bởi vì anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Dạ, ví dụ như khi mà hai đứa tiến rồi, sẽ tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại riêng cho một cuốn sổ của mình. Không, không có nói trước cái đó được nha. Thật sự cái đó là không nói trước được đó. Ở trên sân khấu này nói cái gì là mai mốt xuống sân khấu là phải làm y chang như vậy nha. Cho nên đừng có nói trước nha. Trai người ta hứa cái gì là chắc chắn mà mối ơi. Em được một cái là nói được làm được. Đúng rồi. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, thì lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau. Có cái mẹo á, mình không nhắc mình nhờ ai nhắc đó. Đúng rồi. Giả bộ vu vơ đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Nhớ không? Em mai mốt mà ví dụ bên kia mà có quên á thì mình nhắc nhẹ chứ mình cũng đừng giận nghe không? Dạ. Rồi bây giờ nè, bên kia đi làm tuốt ở Long An lận rồi, ví dụ hẹn hò với nhau rồi gặp nhau ở đâu, rồi thời gian bao lâu gặp nhau một lần? Không, chị em kiểu là chạy lên chạy xuống Long An với Sài Gòn liên tục à. Kiểu vậy á, em kiểu tại mẹ em ở trên Sài Gòn thì ba em thì kiểu ở dưới, em kiểu chạy lên chạy xuống đây cũng phải phụ giúp cho hai người. Kiểu là vậy, cho nên thì cái thời gian gặp thì em nghĩ là cũng dễ, có thể là do bạn người quyết định đi, tại bởi vì bạn đó còn việc học và những cái công việc hay gì đó riêng, thì em buổi sáng bạn đó cũng bận, em bận, thì tối thì có thể do bạn đó sắp xếp ngày nào rảnh thì cả hai có thể gặp nhau cũng được à, em dễ lắm. Rồi bây giờ hỏi thôi, khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho bên nhà trai bước tới? Hỏi đi. Khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho anh bước đến gần em hơn? Em nghĩ cái này là tùy vào hai đứa. Là do cách nói chuyện của hai đứa có hợp với nhau không, hay là có cái gì điểm chung với nhau không thì lúc đó sẽ tới với nhau, còn không thì mình có thể làm bạn. anh hiểu rồi. Sao rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao, có xinh đẹp giống như là mình tưởng tượng hay không? Em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp. Đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều. Em cũng thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình. Cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Dạ. Bây giờ được đó. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha. Rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó, thử tìm cái cảm giác coi cho nó giao lưu về cảm giác xíu đi Hiệp. Bước tới đi Hiệp. Em hát rồi mọi người về hết thì kệ nó, vui là chính mà, đôi khi mình hát dở nó là niềm vui của cả nhà luôn đó. Nào. Dạ ok. Dạ. Đứng lên kìa. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Dạ. Thấy thương không? Xin phép nắm tay luôn. Hai tay, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng vô mắt nhau. Ê,
Phải hát thiệt hả? Em phải hát thiệt hát đại đi, hát gì được. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tim cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vững vương đôi hồn hoa. Hết nổi. Vui mà, vui mà. Này là hát vui nha mọi người, hát vui. Người ta là đang hát vui để đó. Cái nắm tay đi nào, giật cái nắm tay để cảm bắt đầu mình cảm nhận cảm giác từ hai bên dòng điện âm dương như thế nào nè. Em gái thấy sao? Em không biết nói sao hết. Thấy bàn tay anh ấm hay lạnh? À, bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều quá. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta được đi ra. Tay có một... Ô, em đổ mồ hôi, em bị hồi hộp. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Anh kiểu tay bạn nó hơi lạnh. Nói tay gái mà mình, từ trái tim của mình với bạn gái đi. Thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó. Với lại kiểu hơi rung. Kiểu mình hơi rung, khá là hồi hộp khi em tiếp xúc với bạn đó. Thì không biết thì em nghĩ như thế nào. Anh thấy em rung lắm. Hiệp nói quan điểm hôn nhân gia đình cho mình, cho bạn gái nghe đi. Và dạ, ngược lại nhìn thẳng mặt bạn gái nói, đừng có mắc cỡ gì hết á. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh á thì nó cũng đơn giản thôi. Thì thực ra quan điểm anh là vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ là đủ rồi. Đối với anh là như vậy là được. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà hai đứa có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Dạ. Bạn gái nó luôn. Sao thấy mai mốt còn lấy nhau rồi có muốn làm dâu không? Muốn ở chung với ba mẹ hay là muốn ở riêng hay sao? Thì mình nói quan điểm của mình ra. Thì em ở riêng hay ở chung cũng được. Chung là nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhường nhịn nhau nhiều hơn. Dạ, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Dạ, cái đó em ghen vô lúc nào. Ê, anh bây giờ thì anh hỏi em thì ví dụ như những trường hợp mà có thể làm em ghen như thế nào thì em có thể nói anh biết được. Để anh biết sau này kiểu như anh biết anh có thể tránh để làm em không vui những việc cái điều đó. Chẳng hạn là như vậy. Chung là ai cũng có nhiều mối quan hệ. Có bạn là con nữ giới. Nhưng mà đừng có thân mật quá là được rồi. Cái này thì em yên tâm. Dạ. Anh luôn giữ khoảng cách với lại tất cả mọi người, cả bạn bè hay gì của anh luôn có một khoảng cách nhất định. Vui, cười, giận hớt thì có. Nhưng mà nhây thì có. Nhưng mà kiểu mà sắp sắp lại quá thì chắc không. Rồi về chỗ đi, được rồi đó. Thiệp nào. Bên nhà trai là đứng hình rồi đó ha. Thiệp đã nói như thế. Bây giờ quan trọng là nhà gái có tạo cơ hội cho nhà trai kết nối đến với mình hay không. Riêng nhà gái á, thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Mà anh cũng nhìn thấy em cũng là một người rất là kính hiếu với ba mẹ, cho nên anh tin một điều rằng là hả sao tôi với bà bàn cái tình sao tôi, nói chung là tôi thích bạn này đó. Tôi cũng thích bạn đó. Tôi thấy bạn này chân thành, có hiếu với cha mẹ là thấy được rồi. Bên đó cũng chân thật á. Đúng rồi, rung quá, chân thật quá nên rung quá ít nói. Như đàn trai bước tới bà gả luôn. Gả, cái này là gả liền. Gả liền đúng không? Ngon. Ngon, cái này là gả liền. Cái nhà trai tôi chịu rồi đó. Đó. Mà đó, giờ không biết đôi trẻ nó làm sao. Đúng rồi. Thôi để đôi trẻ nó quyết định bằng chính trái tim của mấy đứa nhỏ đi ha. Đúng. Rồi. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Bên trái nè Hiệp. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình.
1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi lắm. Mặt ông vui ra mặt luôn. Lúc nào cũng cười, bên kia lúc nào cũng cười. Bây giờ hai người cùng cười và hai cái nụ cười này nó sẽ kết nối với nhau, nó cười hoài luôn cả cuộc đời luôn, được không? Dạ được. Được ha. Cho dù phong ba bão tố, cho dù có những gì khó khăn, hãy ngồi lại với nói chuyện với nhau để chúng ta cùng cười, cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua giông bão của cuộc sống nha. Dạ. Cảm giác của Hiệp giờ sao nè, nói cho bạn gái biết đi. Thì như nãy nói em vẫn còn hồi hộp. Hồi hộp ha. Dạ, với hơi luôn vẫn chưa hết. Bây mà giờ có cảm thấy vui không khi mà bên đây bấm nút? Dạ, cái lúc mà chờ á, có sợ không? Dạ, em tin vào trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác cho con quen được, làm quen với nhau, tìm hiểu nhau, và con hứa cái gì với nhà gái đó, nói đi. Dạ, cho con phép, con chào hai bác trước à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn, và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn đó vui và hạnh phúc, và lúc nào bạn đó cũng sẽ cười hơn là gơ những lọc giọt lệ à. Hay quá. Nào, mình nói cái gì đi. Thấy an lòng chưa? Em run quá, em không biết nói gì hết. Bạn gái cũng rất là e thẹn, mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha. Tìm hiểu nhau và thông báo tin vui một ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Mà nhớ nha, hả, cái gì hứa trên sân khấu này là phải làm đó, chứ không phải hứa suông đâu. Mẹ ta nói rồi. Em có con sổ. Yên tâm đi, lâu lâu người ta hơi quên thôi. Quên thì nhắc. Vậy tôi thôi. Nhắc cho. Thôi, hôm nay thì chương trình có một số món quà dành cho hai đứa nè. Đây là nước rửa chén của chú Quyền Linh nha. Dạ. Bán ở chợ đó. Này tặng bữa nào rảnh đi mua. Nước giặt xả Amity, nước lau sàn, nước rửa tay, nước rửa chén, nước rửa lu, rửa chân, đủ thứ rửa chân. Không có rửa mặt nha. Còn đây là cốt súp gà, sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến nè. Ủa cái này là tặng liền, ô cái này tặng liền luôn hả ta, hay là sao? Tặng đi. Dạ. Còn đây là một cái voucher của Hưng Lộc Phát, hai đứa có mua nhà thì đi qua đây. Khi nào mà hai đứa đăng ký kết hôn đó thì sẽ có một cái voucher trị giá 10 triệu đồng này nè. Không, dạ. Cái này mới là đăng ký kết hôn. À, dạ. Còn đây là một cái phần quà trị giá 100 triệu đồng dành cho hai đứa, nhưng với điều kiện là hai đứa đăng ký kết hôn thì sẽ nhận được cái phần quà này, cho nên cái này là phải giữ nghe không? Dạ. Đó. Có nghĩa là giờ nếu mua nhà liền thì sẽ tặng voucher này trước. Đúng rồi. Còn nếu mà khi hai xây dựng tổ ấm chung á là sẽ được cái phần quà này. À rồi. Nữa hả? Nhiều quá ta. Quá trời quà. Còn đây là một bộ son do Vina QA tặng cho bạn gái. Dạ. Đây lại là một phần quà của Vina QA dành tặng cho hai bạn nếu như khi nào hai bạn đăng ký kết hôn nè, phần quà 20 triệu lận. Dạ. Dạ, cảm cho. Rồi. Rồi, chúc mừng nha. Bây giờ á, mình điểm mạnh mình cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình trong công việc, làm biết làm tất cả công việc trong gia đình. Dạ. Ngoài làm điều dưỡng thì bạn có làm thêm công việc gì khác không? Dạ, hiện tại em công việc làm thêm là có làm bên phụ trách công việc bên khu phố. Khu phố nữa ha? Dạ. Tổ trưởng hả? Dạ không, hỗ trợ tổ trưởng thôi. Hỗ trợ tổ trưởng? Dạ. Trợ lý tổ trưởng? Được rồi. Dạ. Ghê không? Ghê chưa? Ách không? Nói chung người kia là tốt rồi đó. Điều dưỡng tốt rồi. Mình điểm mạnh mình là gì à, anh Cường? Dạ, điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc. Đúng. Và mọi người đều quan tâm đó. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi, hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Rồi gì nữa không anh? Dạ, nói chung là nhược có nhược điểm gì không? Nhược điểm mà hơi nói chậm như thế này.
hơi nói chậm. À, tức là bình thường anh cũng vẫn nói chậm như thế hay là tại do run anh mới nói chậm vậy? Bình thường có nói vậy thôi. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại run cho nên nó tăng thôi. Nó tăng cường độ chậm lại. Đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà. Đúng luôn. Rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Không cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Không kịp cãi. Cặp cọc lan là thôi khỏi cãi chuyện luôn. Khỏi cãi. Vậy mới tốt chứ đúng không? Lấy chồng này là khỏi sợ gì. Đúng đó. Rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Có người nhường nhịn luôn. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Dạ. Nói với anh chị và mọi người là chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng. Chưa chắc đi. Đang hỏi đó. Còn riêng mà lên giọng như vậy, lên giọng ở cuối câu tức là dấu hỏi đó. Anh còn riêng hả anh? Dạ. Trời ơi. Xác định luôn nha. Thấy nhà tài tôi ghê chưa? Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là ta nói nghe là sợ tiếp xúc gái hay là sao? Dạ nói chung là do cái bản năng của mình tiếp xúc với mọi người nhát đúng không? Đối phương, nói chung gọi là bất đối phương đi. À. Là không đồng cảm với mình cho nên là mình không tới được. Không tới được. Rồi. Nhưng mà thật ra là anh có nói chuyện với cô gái nào tình cảm chứ, anh có thích cô gái nào chưa? Nói về thích thì cũng có đồng cảm với người đó. À. Nhưng mà họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Là tức là hỏi thật là anh có thích con gái không? Thích chứ. Có khi nào chơi với con trai không? Bạn bè là như nhau cả. Có thích con trai không? Có thích trai chứ. Người ta thiệt tình đừng có hỏi gài người ta như vậy. Không có hỏi thiệt. Tức là thì dĩ nhiên bạn bè chơi với nhau thì rất là thích nhau. À. Thích nhau, thương nhau. Nhưng còn thích đó cái kiểu bập á. Dạ. Đó rung bập bạn bè nhau. Bạn đó. Bè thôi đúng không? À? Không có thích con trai đúng không? À? Không có yêu con trai đúng không? À, yêu thì khác. Đó. Thích là khác. Ừ. Đúng. Yêu là yêu con gái. Ừ. Thích là thích con trai. Dạ. Hả? Thì đơn giản hơn. Vậy thôi mà. Trời ơi, sống hiền dữ trời. 40 tuổi mà chưa có nắm tay gái thằng nào chưa? Dạ. Bắt tay thì có, nhưng mà nắm tay thì chưa đó. Chưa hả? Có bao giờ anh tưởng tượng anh hung cô nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp đâu, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu rồi. Thằng trai tôi trong trắng chưa? Đó, để phỏng vấn nhà trai tôi cho nhà gái biết rồi đó. Trong trắng quá nó cũng là một rào cản đó. Đôi khi nó cũng rào cản, nhưng đôi khi nó... Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Đúng. Thì mới được. Cô gái bên kia mạnh mẽ lắm. Để hỏi coi. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. Dạ. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. 12 tuổi. Mình chia tay ông xã lâu chưa? Dạ, em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Tức là kết hôn chỉ có hơn 2 năm. Dạ, kết hôn chỉ được 5. Một năm thôi. Dạ. Vợ con mình 10 năm nay rồi. Dạ. Tội nghiệp không? Anh tôi có gì chỉ dạy giùm nha. Đó không có kinh nghiệm gì luôn đó. Thí dụ giờ chưa có nắm tay ai luôn đó. Bây giờ thí dụ giờ hai người thí dụ nha. Bên kia có gia đình rồi. Anh có lo lắng gì không? Dạ, nếu mà họ đã có gia đình đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Thì mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó. Ừ. Cho họ một một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Bây giờ thí dụ như anh lấy vợ. Thí dụ như dạ. Là về Gia Lai ở đúng không? Dạ. Gia Lai anh ở với ai? Dạ. Ở một mình ạ. À. Một mình hả? Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ mất hết ạ. À. Rồi thấy thương quá. Anh chị em có không? Dạ anh chị em thì nói chung là làm ăn xa. Xa. Cho nên là hôm nay không có mặt ở đây. À, anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ừ. Thấy thương quá mà. Để hỏi. Để hỏi chứ. Hỏi coi. Cái gì mà hỏi. Con mình khai phá Gia Lai đi. Chị, ta ở con mình mà chị.
Rồi mai mốt chị thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Dạ cái đó để tìm hiểu sau này chứ trước mắt thì giờ chưa đúng, chưa xác định được dạ, đúng không? Chưa nếu yêu nhau á, nếu mà thật là hiểu nhau yêu nhau thì chị cũng về Gia Lai không? Dạ cái đó em chưa xác định được, ta còn phụ thuộc vào cái Gia Lai đẹp lắm chị ơi. Dạ phụ thuộc vào tình cảm bé nữa. Đúng rồi. Quyết định con gái. Con gái nữa ha. Con gái. Thôi bây giờ nè. Chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Mong muốn có tìm hiểu một người là không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi li, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ, và quan tâm chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn gì Bình Dương không? Nói chung vì công việc. Cho nên là nếu mà hai người đã chín mùi rồi đấy thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn. Về Gia Lai hơn. Dạ, anh có cái hướng là về Gia Lai hơn. Có xin công việc ở Gia Lai được không? Dạ. Nhưng mà công việc của anh dễ xin Bình Dương lắm á. Bên đây điều dưỡng cũng dễ xin. Ừ. Nói chung là ở điều dưỡng ở Gia Lai cũng xin được. Nhưng mà vì lưu trữ dân thơ thì Bình Dương xin cũng dễ lắm á. Thí dụ, không cứ suy nghĩ mình nói cho ta gợi mở thôi. Nhiều khi em nghĩ vậy này do nhà đó là nhà tổ hả? Đúng rồi, nhà tổ, ảnh phải giữ cái vai trò là thờ cúng ông bà cha mẹ nữa. Rồi, cái khó là cái đó đó. Bây giờ chúng tôi đã mở ra hết để hai bên suy nghĩ thôi trước khi gặp mặt nhau. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình anh muốn có một người bạn như thế nào? Dạ, nói chung là đảm đang và dịu hiền, biết chăm lo cuộc sống của mình và chăm lo con cái. Khỏi lo, người bên kia điều dưỡng thì lo sạch hết trơn luôn. Đúng nha. Rồi. Rồi, hôm nay anh đi với ai vậy anh? Dạ. Cường. Cường đi với ai? Chắc đi mình hả? Dạ, đi một mình ạ. À. Rồi. Dạ, rồi. Rồi, bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với con gái của em ạ. À, vậy hả? Dạ. Chào con. Con gái ở đây luôn hả? Trời ơi, con gái lớn cao quá nha. Con tên gì con? Dạ, con tên là Thanh Mai. Con để cái micro ở trong cái đúng rồi con. Dạ, con tên là Thanh Mai. Thanh Mai. Vâng. Con thấy chú hiền không con? Dạ, hiền nhưng nhát quá. Hiền với nhát quá hả? Hiền nhát hả? Người tốt tính lắm đó con. Vâng. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Để cho chú nghe. Về mẹ con thì có vẻ là hơi nóng tính. Và đôi khi cũng khá là vô lý. Sợ là vô lý hả? Nóng tính quá, vô lý luôn đó. Không, đôi khi thôi chú. Đôi khi thôi hả? Vâng. Rồi gì nữa? Dạ, mẹ con có mỗi nóng tính thôi à. Nóng tính quá luôn. Nóng quá rồi, yên tâm con. Chú thì mẹ có nóng cỡ nào chú cũng nguội hết trơn. Nhưng sợ là sợ chú đó không chịu được mẹ con thôi. Dạ. Nhưng sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Thế chú chịu được không? Không biết. Con thấy chú hiền không? Dạ hiền. Đó chỉ có chú mới chịu mẹ con nói thôi. Mẹ con quá nóng tính, chú quá hiền. Rồi, con muốn mẹ con lấy cho bước tiếp bước nữa được không? Dạ con không biết, tùy mẹ thôi. Tùy mẹ hả? Con có ủng hộ mẹ trong việc này không con gái? Con không biết. Mẹ sao sao thôi, con cũng chả quan tâm. Mẹ sao con vậy đi. Mẹ đi đâu con đi đó, nên nó còn quá nhỏ nên nó cảm nhận điều đó rồi. Không, thật sự. Ừ. Ở cái tuổi này nó. Rồi, bây giờ hai mẹ con ở, chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ. Con ở với mẹ thôi, đâu có ai nữa đúng không? Dạ, con là ông bà nữa. À, ông bà. Vâng. Ông bà ngoại hả? Vâng. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi con? Dạ, chắc tầm 6 mấy rồi á. 6 mấy hả? Vâng. À, rồi, vậy thì cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được. Bởi vì còn ông bà 6 mấy tuổi nữa. Đúng rồi. Ừ. Đó. Thôi cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn, cho nó rõ ràng hơn. Bây giờ chúng tôi đã hỏi hết để hai đúng bên rồi. Trình bày hết rồi đó, mọi người rõ ngóc hết hết rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp nhau mình quyết định thôi. Dạ. Mở rào. Tới 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 đường tới luôn. Món quà tặng anh. Dạ. Hôm nay bi vội quá. Cho nên là không làm chu đáo cho lắm.
cho nên là tặng em bài thơ và mọi người đều thưởng thức. Bài thơ là chủ đề là hẹn hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, anh cảm ơn anh. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ, thơ này sáng tác từ mình sáng tác. Dạ, rồi em cởi này. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Rồi, ngồi xuống đi anh. Lần đầu tiên gặp bà em, anh cảm nhận được thế nào ạ? Nói chung là em rất là xinh và đẹp. Hả? Rồi, em cởi này. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. À, cho nên là mọi gian nan thì nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. À, dạ, cho em hỏi xíu là nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Nói chung là ở trong Gia Lai á thì bây giờ là trong dịp hè là đi đi được, đi thoải mái, thoải mái, không có văn thư gì cứ thoải mái. Bên trường học mà cho nên là nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Chứ tiếc là cho anh hỏi thêm là sau này nếu mà có sau này á em với anh mà có tiến xa hơn á thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có thì cũng cho em hỏi thêm xíu là tại vì em là có bé gái nên mà sau này á thì cái chuyện vấn đề về tình cảm á thì của con người á thì em không thể nào mà nói trước được. Thì sau này con gái em á nó có lớn lên thì anh có khi nào mà phát sinh tình cảm với con bé không ạ? Nói chung là đã thành vợ thành chồng rồi á thì sẽ yêu thương như con riêng con chung cũng là một thôi. Dạ anh có câu hỏi nào cho em không ạ? Theo em cảm nghĩ mới nãy giờ anh nói ra thì em nghĩ thế nào? Dạ em thấy anh á hiền thật thà và cũng là có hơi ít nói. Dạ vì lâu nay là đã tính trầm cảm ít nói như vậy rồi cho nên là chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á có thường xuyên hay nhậu không ạ? Nhậu nhẹt là không không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, anh không là, chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Anh là toàn bộ là không không đó. Bây giờ sao giúp anh có cái coi coi. Dạ, nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á thì anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Dạ. Chứ tại vì công việc của em hiện tại á là nó ổn định. Mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên nói về chuyển về Gia Lai á thì nó cũng hơi khó với em. Sao anh trai? Về đây á là cổ có thể xin việc cho anh luôn mà xin anh thì dễ xin việc lắm. Đúng rồi. Về đây á mình có thể cùng cô ấy chăm sóc ba mẹ,
chăm sóc con, mình sống với nhau tới răng long đầu bạc luôn. Dạ. Có cách nào được vậy không? Dạ, cái này á là theo ban đầu thì em nghĩ trong đầu á là muốn về với xuống với Lai ở là để đoàn tụ anh em trong một nhà. Đó. Rồi bây giờ mà đàn gái muốn chuyển về Bình Dương. Bình Dương thì cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Chứ suy nghĩ đúng không? Tương lai suy nghĩ ha. Chứ không phải là thì đó, thì giờ mình gọi là tính sơ sơ vậy thôi chứ chưa có chắc ăn cái gì hết trơn á. Mình thử vậy thôi. Cũng có thể anh về đây anh hai vợ chồng làm ăn này kia khá khá xong rồi mình về Gia Lai đi tới đi lui cũng được mà. Dạ. Ha, ở đâu làm ra được tiền là mình ở đó thôi. Ha, cái công việc của anh nó cũng nhẹ nhàng, cũng dễ sinh, nó không có khó đâu. Dạ. Rồi bây giờ về cái đó bàn tính sau nha. Dạ. Rồi bây giờ vậy nè. Anh nó là khỏi không có ai hết trơn á. Cũng ít người nói chuyện với anh. Cũng không ai tư vấn tình cảm. Không ai tư vấn tình cảm cho anh hết trơn á. Nếu mà sao mà anh về Sài Gòn được, anh ở đây chừng tuần hai tuần á, tôi sẽ tư vấn tiếp cho anh nữa. Mà bây giờ cái khó khăn làm sao mà anh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của anh, để giao lưu cái cảm xúc của anh đây nè. Bây giờ nè, nói gì tôi nắm tay gái lần nào đúng không? Dạ. Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ, đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sao. Lần đầu tiên nắm tay gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy như sao? Cảm giác như sao? Rất là hồi hộp trong người. Đã. Thấy bạn gái đối diện sao? Nhìn kỹ, nhìn thẳng vô. Nói chung là rất đẹp. Đẹp. Rất xinh. Bây giờ mình ôm giao lưu cái. Ôm như thế nào? Ôm như thế nào hả? Trời ơi, anh luôn kìa. Đây là ôm giao lưu ạ. Chặt luôn. Ôm chặt luôn hai tay. Tay kia đó. Đúng rồi, ôm chặt luôn. Thấy sao? Chặt luôn, thấy sao? Rất là đầm ấm. Đầm ấm hả? Đây là người từng trải rồi. Chỉ là có rất nhiều kinh nghiệm luôn. Chỉ của anh là chưa bao giờ nắm tay gái, chưa bao giờ ôm cái nào đúng không? Dạ. Thấy trong lòng mình sao? Nói chung là phải là hợp. Ôm vài cái, nắm tay vài cái, chuyển hộ khẩu về Bình Dương liền à. Chưa ôm, chưa nắm thành là chưa muốn chuyển thôi. Làm vài bữa ôm vậy hoài chuyển tức khắc luôn á. Dạ. Thích không? Thích hả? Nhớ chị tên gì không? Dạ xin lỗi. Nói cho anh biết tên gì đi. Dạ em tên là Anh Tuyết ạ. Anh Tuyết. Anh Tuyết. Đó. Tuyết Cường. Ủa Cương. Cường. Cường. Tuyết Cường. Cường. Anh là Dũng Cường. Tuyết Cường. Thật ra anh rất là hiền thôi. Con trai tân mà. Nhút nhát vậy thôi. Bây giờ quan trọng là bây giờ mình chủ động luôn được không? Mình thuyết phục ha, tức là về nhà mình xin số điện thoại lẫn nhau, hai người nói chuyện. Thế thật ra giờ anh không biết gì đâu, chưa bao giờ một lần nắm tay gái, chưa một lần yêu mà đúng không? Thật nghiệp lắm. Lấy số điện thoại mở FaceTime lên hay là mới tìm cách nào nó hỏi chị ở đâu, xong vô Bình Dương ở đó tuần 10 ngày gì chơi. Đang hè nè. Ngày ôm cái chuyển liền luôn ha, dễ thương mà điều dưỡng tốt lắm á. Mà anh cũng hiền nữa. Cho anh cơ hội đi. Anh là lịch sự và văn minh nữa. Nha. Nha. Anh hiền lắm. Rồi từ Gia Lai lặn lội vô đây, đi xe đạp vô đây đó. Ý không? Đi xe đạp ra tới ấy thôi. Tới bến xe, đi bến xe hả? Đi tối qua hả? Dạ, đi tối qua. Dạ. Anh đăng ký chương trình này hồi nào? Dạ, năm ngoái đến giờ. Năm ngoái thì giờ cả năm trời rồi đó. Sao dữ vậy? Sao tới giờ? Gần 2 năm. 2 năm gần. Bị Covid. Anh vừa đăng ký xui Covid luôn tới giờ luôn đó. Anh bị Covid chưa? Dạ, bị Covid nó hả? Chưa. Chưa đúng không? Cái chích thôi. Người ta đã hồi hộp mà cứ... Nói giỡn anh cho anh quên đi cái hồi hộp đó thôi. Thật ra Linh đó, gần anh là Linh chọc Linh riết là anh cũng thoải mái đúng luôn rồi. Mình chọc anh là nói chuyện từ từ anh quen đi. Tại vì anh ít có người tiếp xúc á. Ha. Bây giờ ở nhà tôi tuần 10 ngày tôi dẫn đến Bình Dương chơi luôn. Anh em mấy người?
Dạ. Anh cả chứ hai em gái. Anh cả làm gì? Anh cả làm giáo viên. Rồi, em gái làm gì? À, một em gái ở Sài Gòn đây mà hôm nay đăng ca. Có em gái Sài Gòn đúng không? Dạ. Trời ơi, khỏe rồi. Về gọi điện em gái nói anh ở đây luôn một tuần nữa, được không? Nha, nhớ nha. Dạ. Anh ở Sài Gòn tuần, có cơ hội giúp Hương phen nha. Ha. Cho con đi chơi cùng đó. Nữa. Đúng rồi. Để cho con nó có tình cảm chứ, đang ở cái tuổi này. Dẫn gái sở thú chơi. Ông ơi, hai ông cho con đi đi chơi ha. Hai người tâm sự với nhau. Trời, tôi thoái cặp này quá nha. Ông nghiệp ảnh á. Thương quá. Anh, chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền đúng không? Dạ. À, hiền nhưng mà anh giỏi không? Anh làm việc nhiều không? Anh làm việc có nhanh không? Dạ, cũng chập chạp. Không chập hả? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? Được. À, chăm sóc vợ giặt quần áo rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Đó, vậy thôi. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi. Ừ. Rồi. À, bây giờ thật ra tôi hai người này tôi không biết nói gì luôn á. Ừ, không biết nói. Nhà trai, nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi. Nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Tôi biết trước kết quả rồi. Tôi cũng biết trước kết quả. Bấm rồi, anh bấm rồi. Không ai trách gì đâu. Đúng rồi. Thật ra là một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó, nhát thì cũng khó. Thật ra hỡi những cô gái ở đâu đó không biết, nếu mà có bắt gặp cái hình ảnh này á, nếu có mà sự có đồng hợp cảm á, nếu đồng cảm với anh này á, anh Cường á, Dũng Cường, thì nhắn tin cho chúng tôi nha. Thật ra nếu mà có gọi là tốt hơn nữa, những người ở Gia Lai, Con Tum, đúng rồi, Con Măng Đen hay là Pleiku gì đó, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Anh Dũng Cường rất là dễ thương, nhưng nếu phù hợp nha. Còn bây giờ thật sự thì Linh thấy cũng khó. Khó cho chị. Khó cho chị nha. Không ai trách gì đâu. Và cũng chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn hai anh chị. Về nhớ xem chương trình, rồi có gì tụi tôi liên lạc nha. Ha. Cảm ơn chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Rồi, chúc em cho... cảm ơn Ngọc Lan với anh Quyền Linh. Thôi, hai người bạn nha, ôm nhau cái chia tay cái đi. Cái này là ôm một người bạn nè. Ôm hai người bạn. Ôm cái bài chia tay. Cứ làm bạn với nhau ha. Đó. Trời ơi, dễ thương quá. Cứ làm bạn với nhau ha. Nhớ liên lạc với nhau nha. Dạ.